Chào mừng quý vị quay trở lại với channel OVBiz. Mới đây, sự kiện ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội từ chức vì vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Huệ cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, bởi trước đó trợ lý của ông đã bị bắt vì liên quan đến sai phạm liên quan đến công ty Thuận An. Đây không phải là lần đầu tiên mà một lãnh đạo từ chức vì cấp dưới vi phạm. Hôm nay, xin mời quý vị cùng OVBiz điểm lại. Ngoài ông Vương Đình Huệ, còn những quan chức cấp cao nào từng ngã ngựa vì thư ký bị bắt? 1. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Việc bắt ông Nguyễn Văn Trịnh là trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan, thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Trịnh đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật, giúp công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Văn Trịnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Trịnh. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật Đảng. Trước đó, chính vì việc trợ lý của mình bị bắt trong vụ kit test Việt Á mà ông Vũ Đức Đam đã phải xin từ chức. Cụ thể, ngày 30 tháng 12 năm 2022, trong hội nghị bất thường, Trung ương Đảng đã cho thôi chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 của Vũ Đức Đam. Ngày 5 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với Vũ Đức Đam. Việc miễn nhiệm được cho là theo nguyện vọng của ông. Đến 16 giờ 55 phút cùng ngày, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng của ông cùng Phạm Bình Minh và bổ nhiệm thay thế hai ông Trần Hồng Hà. Vậy thực chất, việc cho thôi chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng theo nguyện vọng cá nhân của ông là do liên quan đến tham nhũng tiêu cực. 2. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án chuyến bay giải cứu. Vụ án với các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, bị truy tố về tội nhận hối lộ. 53 người khác, trong đó có hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhiều cán bộ của Bộ này, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội v.v. cùng bị truy tố. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Quang Linh khi giữ vai trò là trợ lý của Phó Thủ tướng có nhiệm vụ tham mưu đề xuất Phó Thủ tướng phê duyệt chuyến bay cho cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Linh đã lợi dụng vị trí công tác giúp đỡ công ty lữ hành Việt, công ty ATA Investco được phê duyệt nhiều chuyến bay giải cứu trong dịch COVID-19 khi chưa có sự thống nhất đề xuất của tổ công tác năm bộ. Ông Linh đã giúp các công ty trên được phê duyệt gần 30 chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo trong thời điểm dịch COVID-19. Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Quang Linh đã nhận hối lộ của công ty lữ hành Việt và bị can Nguyễn Mai Anh tổng số tiền 180.000 đô la Mỹ và 100 triệu đồng, tương đương 4,2 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Quang Linh và gia đình đã nộp khắc phục số tiền trên 4,4 tỷ đồng. Ông Linh được đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, nên được đề nghị áp dụng những tình tiết giảm nhẹ khi định khung hình phạt. Trước đó, với những sai phạm đối với trợ lý của mình, ngày 30 tháng 12 năm 2022, trong hội nghị bất thường, Trung ương Đảng đã cho ông Minh thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị
và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Được biết, ông Phạm Bình Minh đã có đơn xin từ chức và đã được chấp nhận. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với Phạm Bình Minh. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã trình Quốc hội cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông. 3. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhận hối lộ 253 lần, tổng số hơn 42,6 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, thực hiện chủ trương đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19, Bộ Y tế giao Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế tiếp nhận, đề xuất, ý kiến của các bộ ngành liên quan về việc phê duyệt hoặc không phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao. Sau đó, Cục sẽ có văn bản dự thảo trả lời cơ quan chức năng thông qua bị can Phạm Trung Kiên trình ông Đỗ Xuân Tuyên để xem xét, duyệt ký văn bản trả lời. Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Phạm Trung Kiên đã tiếp xúc, yêu cầu và thỏa thuận với các đại diện doanh nghiệp tham gia chuyến bay và các cá nhân có liên quan đến chi phí từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng một chuyến bay hoặc phải chi phí 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một khách. Với chuyến bay combo sẽ từ 7 đến 15 triệu đồng một khách đối với khách lẻ. Ngoài ra, bị can Phạm Trung Kiên còn cùng bị can Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, yêu cầu gợi ý chỉ dẫn để doanh nghiệp liên hệ, chi tiền cho Kiên để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay, trả lời kịp thời văn bản và ngược lại. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021, bị can Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ hơn 180 lần với tổng số tiền là 42,6 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và khách lẻ. Trong đó, bị can này nhiều lần nhận ở trụ sở Bộ Y tế hoặc lần yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Bích Ngọc, mẹ vợ Kiên. Bị can Phạm Trung Kiên bị cáo buộc nhận số tiền lớn nhất trong vụ án này. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố, Phạm Trung Kiên đã liên hệ trả hơn 12,2 tỷ đồng cho các đại diện doanh nghiệp, cá nhân liên quan. Vào năm 2022, với việc trợ lý của mình nhận đến hơn 42 tỷ đồng, thì ông Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế đã bị kỷ luật khiển trách. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2023, trong phần luận tội vụ án chuyến bay giải cứu, ngoài đề nghị mức án với 54 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội còn kiến nghị điều tra, xem xét trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại giai đoạn 2 của vụ án. 4. Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ngày 21 tháng 11 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 4 bị can, gồm Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phạm Quang Dũng sinh năm 1983, nguyên cán bộ công an, Nguyễn Hoàng Trung sinh năm 1983, lái xe của ông Trung, và Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1974, nguyên phó trưởng phòng thư ký biên tập, thành viên tổ thư ký ông Trung, cùng về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Được biết, Nguyễn Anh Ngọc là thư ký của Nguyễn Đức Trung đã có ý định chiếm đoạt tài liệu mật cho cấp trên của mình, để rồi từ vụ này mà đưa Nguyễn Đức Trung vào tù. Theo kết luận điều tra, ngày 14 tháng 5 năm 2019, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã khởi tố điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành viên và Dịch vụ Nhật Cường cùng một số đơn vị liên quan. Theo kết luận, do quen biết, tháng 6 năm 2019, ông Nguyễn Đức Trung đặt vấn đề và được ông Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an, người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường, thu thập, cung cấp thông tin tài liệu về tình hình, tiến độ, kết quả điều tra vụ án này. Từ đó, ông Dũng đã nhiều lần đột nhập vào phòng lãnh đạo phòng C03 lấy tài liệu và 3 lần chuyển 12 tài liệu của vụ án này cho ông Nguyễn Đức Trung, trong đó có 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật. Kết luận điều tra cũng xác định hai nguyên cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội là Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc bị cáo buộc nhận 3 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước từ bị can Nguyễn Đức Trung, sau đó họ in ra giấy để chỉnh sửa, cắt phần chữ ký trang cuối của tài liệu mật. Cụ thể, khoảng sáng ngày 10 tháng 6 năm 2020, bị can Phạm Quang Dũng sử dụng ứng dụng Viber chuyển cho bị can Nguyễn Đức Trung 3 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật trong vụ án Nhật Cường. Bị can Nguyễn Đức Trung đã chuyển qua Viber cho bị can Nguyễn Hoàng Trung để yêu cầu bị can Trung in ra giấy. Sau đó, bị can Nguyễn Hoàng Trung đã chuyển qua Viber cho bị can Nguyễn Anh Ngọc, nhờ bị can Ngọc in ra giấy đưa lại cho mình để chuyển cho bị can Nguyễn Đức Trung. Sau khi chuyển 26 file ảnh qua ứng dụng Viber, bị can Nguyễn Đức Trung đã xóa các file ảnh chụp trên ứng dụng Viber. Riêng bị can Nguyễn Anh Ngọc sao chép và lưu trữ 26 file ảnh chụp trên máy tính tại phòng làm việc và thẻ nhớ USB. Khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Anh Ngọc, Cơ quan An ninh Bộ Công an đã thu giữ được số tài liệu này.
Ngày 25 tháng 6, theo yêu cầu của ông Nguyễn Đức Trung, bị can Nguyễn Hoàng Trung đã cùng bị can Nguyễn Đình Ngọc chỉnh sửa, che phần chữ ký của điều tra viên tại trang cuối file ảnh tài liệu để in ra giấy đưa cho bị can Trung. Ngoài cáo buộc nêu trên, bị can Nguyễn Hoàng Trung còn hai lần gặp và nhận tài liệu từ Phạm Quang Dũng theo chỉ đạo ông Trung. Tuy nhiên, quá trình chuyển tài liệu cho ông Trung, Nguyễn Hoàng Trung không biết đây là tài liệu mật. Cũng theo kết luận điều tra, hai bị can Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Đình Ngọc trong quá trình điều tra đều khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi như cáo buộc. Qua đó, cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Đình Ngọc. Trên đây là những quan chức từng ngã ngựa vì thư ký bị bắt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OVBiz. Xin chào và hẹn gặp lại!